Hoàng à, mình chào quý cô chú anh chị à. Buổi chiều Khánh Hoàng có quay lại để gửi đồ cho chị đẹp đó nha. Có anh trai ở nước ngoài, anh tên là Jimmy Nguyễn à. Đúng rồi, anh gửi cho chị đẹp 1 triệu 150 ngàn của chú anh chị. Thì sáng giờ em mua tổng cộng hết cũng 720 ngàn rồi. Bây giờ mua đồ thêm cho chị nè. Tổng cộng là sáng giờ đó nha. Đồ của anh trai ở nước ngoài gửi chị đó, mua nhờ em mua giùm. Ừ. Thì giờ còn dư 430 ngàn em gửi chị luôn ha. À. Có người nào cảm ơn anh trai không? Không, ai lắm dù. Ai lắm dù. À, chị đếm lại giùm em ơi. Đếm đếm mà đủ không? Rồi thử đồ. Đếm đếm. Đủ rồi, 430 ngàn nè. 430 ngàn. Phải không? Rồi. Khánh Hoàng cũng thay mặt chị đẹp mình cảm ơn anh trai nước ngoài rất nhiều ạ. À. Chúc anh và gia đình nhiều sức khỏe ạ. 4.300. 4.300 phải không? Ừ. Rồi. Rồi vô thay đồ đi. Thử coi. Chút nữa mới đi tắm nè. Có trong đó nè, trong đó có xà bông rồi ha. Đâu mấy bộ đồ lấy ra cho khán giả xem nữa coi, bên đây có đồ mới nè. Đồ sáng đồ Khánh Hoàng mua đồ ăn nữa cả nhà. Lúc mà chị chồng vô luôn. Vừa luôn ha. Rồi cái áo nào, cái áo nào vừa không? Chị là ừ không ạ. Hồi nãy cũng có hai em gái mua đồ lót cho chị luôn đó nha. Nãy em mua mấy bộ ạ? 3 bộ, 2 ha. 2 dài, 1 đồ ngủ. Ờ. Cự hí hí. Có đồ cự hí hí ha. Vừa luôn á chứ. Đẹp à. Đặc sắc. Có cái màu cũng đẹp ha, màu chấm bi kìa. Vừa. Cái kia kìa, quan trọng cái kia kìa. Còn cái kia để mày hồi lấy ra, tắm mà lấy ra. Nơi này cho có cái mè bự quá mè. Mè này cổ thụ luôn rồi chứ. Cái này trái rất là nhiều luôn quý vị. Rất bự. Rồi xong rồi chị đẹp ở đây chia sẻ tụi em coi. Rồi sắp tới là định làm gì đây? Sắp theo rồi. Theo chị là cái hướng sắp tới là chị có đi lụm ve chai nữa không hay là đi lụm đó. Có định bán nước gì không đặng bán nước trên đó hả? Chị ngồi chờ đó đi. Bán nước là trước lộ ha. Định khi nào nè? Bán đâu cho đây cũng được. Đâu chị chỉ coi. Không mà lộ quá. Ok. Chị có bán đâu chưa? Hướng vào đây đúng không? À, rồi đúng đó đó. Chị tính bán nước theo cái kiểu mà cái ốp lạnh chê, chê dù bán nước ốp lạnh hay sao? Ừ, mua mấy cái thùng nó bỏ chỗ nhà đâu chứ. Này chắc đổi đi dép mới quá, dép này chặt quá nè. Không được rồi. Được ha. Cho không cái ngoài chị. Cho vô đó rồi. Rồi đây thì tấn công vô. Có dù bên này có mấy bộ đồ dù quá nè. Rồi sao theo như chị mà mình bán nước kiểu như thế nào chị có thể chia sẻ với tụi em không? Rồi chiếc xe bỏ mấy cái thùng muôn đá bỏ vô ớt bán thôi chứ gì đâu. Em thấy chiếc xe này chị để nhiều khi người ta thấy người ta sợ đâu chứ mua. Mình phải sửa sang rồi chứ. Bây giờ sao nè? Sơn rồi hả? Ừ. À, mua chai nước sơn đi. Ai mua? Mà chị nhắm bán được không? Được. Tại vì ở đây người dân người ta biết chị á, nhiều khi người ta cũng sợ á. À. Ta sợ. Biết ta... người đó là một gái hả? Vậy. Trời ơi, cái chuyện ăn uống của chị á, lúc mấy trước đây đó, tụi em có chia sẻ đó. Tại vì người ta cũng coi, người ta giờ mình làm sợ. Kỹ càng chút ha, sạch sẽ chút. Kỹ càng sạch sẽ mới được. Chai bán nước chai có gì đâu mà không kỹ càng. Nước chai hả? Mà đâu mà múc vô đó đâu mà không kỹ càng. Bán nước chai ấp lạnh ha. Ừ. Nước chai, nước suối, nước ngọt. Bán chai đường, cà phê đâu? Thôi, bán nước suối, nước ngọt được rồi. Bán chai đường, chơi mất cơm. Rồi. Chị có cái chỗ mà để lấy nước bán chưa? Có một chỗ
nào lấy bán cũng được. Hiện tại giờ có vốn chưa nè? Chưa. Chưa hả? Mà còn nãy còn dư 400 mấy đó rồi, cũng là có vốn rồi đó. 400 mấy lấy được cũng được vài chục. Lấy nước bán được rồi. Nước xe thì chị đâu thử, chị lấy thử chị bán bữa và chị đẹp. Chị đẹp. Chắc phải có cái dù mới được quá chị đẹp. Cho nó mát. Giờ lại hàng á, chế cái dù nhỏ cũng được. Đồ phê rồi trời. Khổ thiệt. Vừa thôi. Cắt đi chị ơi. Cắt cái đó đi chị, để tối thử. Rồi tắm thử chị. Để cho chị đó đẹp không? Rồi, rồi còn thiếu gì nữa nè? Hết biết được rồi, quá trần rồi. Thì tụi em cũng góp ý, thì nếu như chị bán mà cảm thấy được thì tụi em tới chia sẻ ủng hộ chị, hoặc là tiếp thêm cho chị động lực, chứ chị không bán thử thì sao biết được thành công hay không. Trước mắt là phải sơn chiếc xe đây nè. Chứ em thấy là đa số ở đây Châu Đốc người ta bán nước nhiều lắm. Cũng người ta bán cho em ta, mình bán cho mình. Ai qua chỗ mình uống thì mình bán. Có đẩy đi vòng vòng không chị? Không. Có đẩy gì vòng vòng không? Không. Ủa vừa hả không mà, bứt mạc rồi. Quan trọng là cái mình bán á, là người ta có cho mình bán không á? Cho sao không? Trời, cái quần gách đá nãy đâu rồi? Có mai rồi chưa? Trời ơi, còn mặt nữa hả? Chim nào mà mai? Cái chim thiêu đó. Để chị tắm đi, chị thử thử bộ đồ mới. Thôi chiều quá tắm nãy. Giờ là chiều rồi đó. Thôi chưa đâu. Nó cỡ cái gì? Gì đó thì nó lớn đâu. Thằng có vậy đâu. Ăn xong tao rửa chén rồi đi. Chưa ăn xong sao? Cái đồ cho nó ăn. Tao chỉ nói chứ phải ăn cái đầu mày, gấp cái đầu cho nó rồi. Ừ. Nó đòi ăn nó nè, này, ngay 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 nha. Ừ, nó còn. Chị nói chỉ phải ăn cái đầu mày thôi, gấp cho nó rồi. Chị nói nó đòi ăn đó. Cho nó ăn đi. Thì nếu như chị bán được thì vài bữa tụi em có dịp ghé thì... Thôi chị nữa ủng hộ bức tranh này nè, bức tranh này càng sớm rồi nữa. À, bàn qua chuyện khác nữa rồi. Ủng hộ là sao? Biết gì á? Mà mua lại đem đi đóng cung á. À, bán nhiều tiền? Là biết muốn mua nhiều. Thì làm đi rồi tụi em sẽ ủng hộ. 30 ngàn chứ nhiêu. Phải không? Thuốc rồi. Trời, không cho vậy tao nghĩ rồi. Thiêu hoài vậy đó ha. Vậy xong rồi. Cho xong. Còn hai con nai nữa xong rồi. Cái đó làm xong chúng mình giặt quá, tao thấy dơ lem hết trơn kìa. Ừ. Đem đi cho người ta giặt, anh ta đóng khung vô. Ồ, chị. Cũng chịu cực quá. Chị thấy cái này im hay là bán nước im rồi nghe, mình suy nghĩ kỹ nha chị. Thì khi mình đầu tư vô cái mình làm không được, nó tốn tiền lắm. Ờ, thấy bán nước mới có thu nhập hàng ngày chứ cái này. Ừ. Thấy mèo lắm á. Ừ. Thấy chị cũng chú tâm vô cái nghề này nè. Thế tới bức tranh là mấy ngày rồi chị đẹp? Mới có 2-3 ngày chứ nhiên. 2-3-5 ngày hả? Cũng lâu chưa xong hả? Mới hôm qua nay đó. Thầy ơi, cả 3 ngày rồi. Trừ rồi. Thiêu nữa hả? Ừ. Trời, bức tranh này làm lâu à. Rồi tới bức tranh kia nữa. Bức tranh kia 10 năm mà, tuyên bố rồi. Rồi chị quyết định ở đây luôn hả chị đẹp? À. Rồi bán nước ở ngoài đường ha. Ừ. Rồi bây giờ thì cái ước mong của chị đẹp là bán nước, mà không biết khi nào chị bán đây nữa. Bây giờ nè, em hỏi thiệt nè, được bao nhiêu vốn rồi?
mới có nhiều đó ha. Để nó nghe từ từ nghe, đừng ra chợ mua đồ ăn linh láng rồi về ăn không hết. Thôi nghỉ rồi. Mua nữa, để coi tụi đi em có ai giúp mình nữa không để mình mở cái tiệm cái xe nước đẩy vòng vòng bán. Chị mua đồ ăn như giống như sáng gì là mình ăn được mấy ngày? Ăn được nhiều ngày lắm á. Một tuần không? Một tháng? Ăn được tuần. Để gì nó hư không? Không, đi không lại sao hư được. Để mình mua một ít, mình ăn hết rồi mình mua tiếp. Sợ chợ nó hết đồ ăn. Chợ hết đồ ăn. Chợ nào dở gì vậy? Bán yếu gì à? Ừ. Nước đá chị mua ở đâu ạ? À? Đá mua bên bà chị đó. Ở trong đó được không? Ừ. Trong đó ngồi được không? Ừ. Được, cái đây ngồi cho mát. Ghé đây chơi được chị. Ghé đây chơi này buổi chiều, ghé đây chơi đi đâu mà trốn trong đó hoài vậy? Đang ngủ trắng hay gì ạ? Ừ. Ngủ trắng hả? Đâu có. Sao tối ngày thấy ngồi trong đó không vậy? Thì nhà cũng vậy thôi, cũng ngồi trong nhà thôi, cũng đâu đây đâu. Thì nếu mà ra ngoài, không bữa trước thì ngồi ngoài trời không ha. Ừ. Giờ có nhà vô nhà ngồi ha. Ừ. Hát bản tặng mấy đứa em ơi. Lâu quá không nghe giọng hát của chị đẹp. Mà hôi. Sao mà hôi? Quên hết hả? Ừ. Kỳ vậy? Giao lưu bằng bản đây. Hát bản đi nghe. Hát bản tặng chị. Chị không hát em hát chị tặng chị nghe. Cháu lên ba được không? Mẹ ơi con đã thành công được không? Chị hát tặng em bài đi ngày mai em lên muốn tắt cho. Thôi vậy thôi để chị đi tiệm kêu ca cạo đầu luôn. Bố tài thì sao kỳ vậy? Hứa hoài không làm hả? Không, tại vì mình có đồ nghề mới được, không phải muốn uống là uống đâu chị. Ừ. Thôi nghe, đừng suy nghĩ vậy nghe, đừng cạo nghe. Ừ, mà kêu cạo đi đó bao giờ. nó ngược kìa. Vậy cạo đi. Thì cạo xong rồi kiếm cái tô gì, cái áo giặt mẻ đi ra một đường đứng. Xin tiền hả chị? Ừ, khỏi bán nước suối mới công. Chuyện này ngon à nghe. Ừ. Ở bán nước suối mà cầm tôi không vốn nữa. Rồi sáng mua cái bát kiểu kia, cái bát của bà kia được rồi. Thôi khỏi cái bát lấy cái thao nè. Thao đó hả? Thao nóc đó hả? Ừ, thao nóc đang nấu thịt chua đó. Thao bự đó hả? Thao này nè, cái thao bự quá, người ta kêu tao thấy hết, ừ. Họ nhà mày đi. Rồi xin... Nhà còn không đồng chết trơn rồi. Xin đầy cái thao đó về hay sao? Ừ. Dữ à. Cũng dữ quá. Lên trên chùa bà đó, ta ngồi đó ta xin. Dạ thôi. Sao ạ? Sẽ gặp cố nhân hay gì? Không phải lên chùa bà mấy con không nhìn dữ, đánh nữa mấy con. Sợ sao? Tướng gì chị sợ sao? Ừ. Ồ, tướng đồ gì mà sợ. Gặp sợ chị chạy mấy dép rồi. Ừ. Ý sao còn dư cái kim trên đó kìa. Kim đâu? Cháu thay cái kim kìa. Thấy đường không chị? Thấy. Tụi không thấy ra đây nè cho sáng. Ra đây tâm sự với em xíu đi. Chị không em dám, không muốn em lại gần với tụi em á. Ra đây nè. Thì nói chuyện vậy đi. Dạ đừng thân khích làm gì. Thân khích mới thân thích chứ. Dạ sao còn lại. Ra ôm ngựa cái đi. Hôn chia tay cái nè. Thôi không không bên từ xa đây đó. Thôi không qua đi không đi. Chứ xưa mà tôi hôn là tôi không có nhả. Không buồn hả? Không mua xa ha. Ra ôm tụi em ngửi cái được không chị? Hồi nãy có cô kia điện hỏi thăm chị kìa. Ừ, hỏi chết chưa phải không? Nữa, giỡn nữa. Hỏi thăm chị cái này sao rồi, ta có kiếm nhà trọ giả được chưa kìa, chị quay lên chị chào khán giả ra đi. Nói tình hình sức khỏe là sao cho cô bác biết đi.
Sao? Đó là sức khỏe tôi ổn định mà tôi còn cái bệnh đau bụng tiêu chảy. Do ăn đồ cũ đó hả? Ừ. Vì bây giờ ăn đồ mới đi nghe, đang ăn đồ cũ nữa nha. Rồi rồi đi tiêu chảy gì, thông báo gì bà con biết rồi gửi thuốc đường nào cho chị? Gửi thuốc đường bưu điện á. Đi số, có số nhà rõ ràng không người ta mới biết chứ. Lấy số nhà của bà già đó. Gì chứ nó cũng được cho đó. Gửi thuốc ho không? Hả? Ho ho, chỗ có đàm ha. Đó. Kéo đàm kìa. Ngủ nữa kìa chị ơi, ngủ nữa kìa. Mẹ tại thở không nổi. Nó nói gì chị? Nó thở không nổi. Hôm nay chị đẹp mà căn nhà cũng đẹp mà. Cái gì vậy? Cái gì rớt gì rồi chị ơi? Ừ. Rớt trong nhà vậy. Cái mẹ. Mẹ bự gì vậy? Gõ, nói chèn ta lấy thao với đồ kìa, ta gõ cho nó đã. Tính ai gõ? Tính qua qua mắt chị đẹp. Thấy không chị, tính phá nhà chị đó. Đâu phải nhà chị đâu, nhà của bà đó đó. Bà đó bà nào? Bà má đó hả? Không, cái bà gì vậy đó. Bà chủ nhà hả? Ừ. Cái thao đang đẩy gì vậy chị đẹp? Dạ heo để làm giấm bông. Giấm bông hả? Giấm bông chị. Đúng rồi đó, câu cái dâm bông em thắc mắc từ sáng tới giờ luôn á. Dâm bông là gì không hiểu nè, giải thích coi. Thì giống như ta làm chảy lụa vậy đó. Lụa là gì? Chảy tê găng đó hả? À, đâu đó. Phải dâm bông là phải chả lạnh đâu. À, rồi tôi cho coi ai. Chưa có làm xong mà coi vậy. Biết cách làm sao không? Không, để làm thử. Ủa chị? Để làm thử. Ủa mình lo mấy làm này không mà dở ra một cái nha. Xỉu ra ra trên chạy kịp. Rồi đâu có tủ lạnh đâu làm. Mình làm không mà. Không mà làm sao không hiểu. Làm cho nó bánh chục lên rồi rồi càng gì để tủ lạnh. Rồi có cần xào gì không? Làm cần sao chị? Thì gỡ bà bển, gỡ bà chú cái đó. Đâu làm cách sao chị chỉ mấy đứa em coi. Trời chưa làm sao biết được mà người mà chửi. Thì không làm mà sao biết. Bỏ biết đâu làm. Đâm hả? Coi chừng nghe, coi chừng nghe. Đâm vô tay nữa đó. Tắm đi. Tắm đi chị ơi, chiều rồi kìa. Hôi quá rồi. Thôi chạy đi chứ biết sao giờ. Giờ này chưa tắm đâu. Mấy giờ mới tắm? Tắm phải có giờ mới chết chứ. Thường thường là 12 giờ tắm hả? Ừ. Phi chứ hả? Tắm mặt đồ mà đẹp cho ha. Đổ mồ hôi hết trơn rồi. Anh đợi đây. Thuốc nữa hả? Ừ. Cho người ta biết có mặt đồ của bạn thường luôn. Chị mắc... cho em đồ không đẹp hay sao? Chứ chị mắc cỡ hay sao có nhà ơi? Chị? Mặc tắm mặt đi trên xem đi. Mấy rồi. Mặc đồ ngủ. À giờ mặc ngủ đi, đi không phơi nè. Đẹp. Sao? Dẫn đi không phơi nè, đi không? Thôi, nhà ở đây thôi. Sao? Dạ. Dạ, nữa hả? Cái đường nó ra đây này nó sáng. Đi uống phơi nè. Sao rồi? Sao hả? Không có sao đâu. Bên đây nhà mới. Mày chẳng mở đi nữa. Bên đây nhà mới bao em kêu cà phê ơi. Ồ kêu cà phê về nhà uống đi cũng được nữa. Kêu đi, kêu bà gì đó kìa. Kêu đi, chị kêu đi. Rồi mua không uống rồi để bỏ uống à. Tối ngủ ngon không chị đẹp? Ngon. Ngủ tới sáng không? Ừ. Tối ngủ nhớ đóng cửa lại nghe chị đẹp. Chứ không lẽ mở cửa lại cho người ta vô. Vô làm gì? Có thăm à. Vô còn quay phim. Trời. Móc tụi em nữa. Chị không thích tụi em quay phim gì sao? Quay thì quay đi. Chứ tối người ta ngủ mà vô quay phim là quay gì? Ai mà vô tối?
Rồi quay phim gì à? Chị thấy vui không? Vui. Dạ. Rồi quay phim được quà gì thích không? Không. Quay phim được khán giả thường mà cho này chia mà không thích. Chị nói ngược không nghe nha, cả nhà thông cảm nha. Vậy. Rồi bây giờ này chị ra chị chỉ chiếc xe sao nè, có gì nữa tụi em mua nước sơn lại sơn nè, ý chị sao? Đi ra chỉ coi. Chỉ cái gì? Chỉ chiếc xe rồi làm cách nào tụi em nữa ghé lại làm. Thì sơn nữa thôi chứ có gì đâu. Sơn sao? Mua nước sơn màu gì? Nữa. Mua ở đâu? Mua chai nước sơn đó. Màu vàng. Đỏ. Màu đỏ hay màu vàng? Màu đỏ. Chơi màu dữ vậy. Rồi có cần gì nữa không? Cần dù còn gì không? Ừ, cái dù nữa, cái dù đấy làm sao? Rồi gì đưa tiền đây, đi mua liền nè. Có bản hiệu không? Có mà hết tiền rồi. Đấy bản hiệu là cô đẹp hay gì? Không, để bản hiệu là ai xin tôi cho. Rồi sao bán? Sao bỏ vậy? Mình bỏ gì? Đúng rồi, tao gái là xin không rồi, cục vốn rồi luôn. Ừ. Nghỉ luôn. Ừ. Bởi luôn. Rồi đi xin tiếp. Ừ.